Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh mặc dù đang suy yếu dần về cường độ, tuy nhiên thì hiện nay rãnh gió Tây trên mực 5.000m có xu hướng là di chuyển từ phía Tây sang khu vực Bắc Bộ. Do vậy ngày mai thì mưa ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ lại tăng lên về diện và cường độ. Có nơi là mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trời tiếp tục rét. Đối với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ thì những nhiễu động gây mưa đang có xu hướng là hoạt động yếu dần nên thời tiết xấu chỉ còn tập trung chủ yếu trong ngày hôm nay, có nơi vẫn còn mưa vừa mưa to. Sang ngày mai thì mưa có chiều hướng là giảm dần và sẽ chuyển tốt hẳn lên từ ngày 28 tháng 3, đồng thời thì nền nhiệt cũng sẽ tăng dần khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm trong sự chi phối của khối không khí nóng tồn tại ở các tầng khí quyển trên cao nên thời tiết hanh khô và nắng diễn ra gay gắt, trong đó đặc biệt là ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất nhiều nơi đạt ngưỡng là 36 đến 37 độ. Trên toàn khu vực hầu như là không nơi nào có mưa. Như vậy trong những ngày này du lịch đến với các khu vực Nam Trung Bộ là thuận lợi hơn cả bởi vì trời hầu như là không mưa, ngày nắng nên nhiệt lại duy trì ở mức vừa phải. Thưa quý vị, thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, vịnh Vân Phong là tập hợp của nhiều vịnh nhỏ cùng với những hòn đảo và những vách đá cao, núi nơi tập trung lại những đồi cát trắng mênh mông mang lại và tạo nên một không cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có những bãi tắm với nước biển trong vắt và bãi cát trắng tinh, Vân Phong còn có hệ sinh thái vô cùng đặc sắc. Nào là cá biển, san hô, sao biển với nhiều màu sắc vô cùng đa dạng chắc chắn sẽ đem lại cho du khách một kỳ nghỉ thú vị. Tiếp theo sẽ là những dự báo chi tiết cho các vùng biển du lịch trong đất liền và hải đảo. Thưa quý vị, tại khu vực vùng Tây Bắc thì trời tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và có nơi có rông. Trong cơn rông thì có khả năng là sẽ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh. Thời tiết chưa thuận lợi cho du lịch trong vùng. Cụ thể thì tại Sapa trời có mưa rào và rông, nhiệt độ giao động từ 11 đến 13 độ, độ ẩm là 96%. Tại thành phố Tam Đảo thì có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, độ ẩm là 100%. Tại Điện Biên, có mưa rào và rông, nhiệt độ là từ 18 đến 25 độ, độ ẩm là 80%. Khu vực Đông Bắc Bộ do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên là khu vực này cũng sẽ có mưa rào diện rộng và có nơi có rông. Trong cơn rông thì có khả năng xảy ra cả tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng sẽ giữ ở mức là từ 18 cho đến 19 độ và mức nhiệt cao nhất trưa mai sẽ là từ 22 cho đến 24 độ khu vực miền trung phía bắc của đèo Hải Vân. Mưa chỉ còn tập trung chủ yếu trong đêm nay, ngày mai thì mưa sẽ có xuống là giảm dần về diện và cường độ. Phía bắc thì trời lạnh. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ là từ 20 cho đến 23 độ. Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ là từ 21 đến 26 độ. Còn tại Huế, mức nhiệt dao động từ 22 đến 28 độ. Khu vực miền trung phía nam của đèo Hải Vân, Tại đây thì thời tiết xấu xảy ra chủ yếu trong đêm nay ở các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi. Ngày mai thì thời tiết cũng có xuống là chuyển tốt dần lên. Từ Phú Yên trở vào thì thời tiết ổn định. Do vậy mà không gây trở ngại gì đến các hoạt động du lịch trong vùng. Đà Nẵng nhiệt độ giao động từ 23 đến 29 độ, Hội An nhiệt độ là từ 24 đến 28 độ, còn tại Bà Nà nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 cho đến 25 độ. Tiếp theo khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu. Tại đây thì thời tiết tốt, mây thay đổi ngày có nắng đẹp, chiều tối có mưa rào và rông nhưng mà chỉ xuất hiện trên diện hẹp nên là cũng hầu như không gây trở ngại gì đến các hoạt động du lịch trong vùng. Tại Nha Trang nhiệt độ là từ 25 đến 30 độ, Mũi Né nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Còn tại Vũng Tàu nhiệt độ là từ 27 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, Mây thay đổi, có mưa rông nhẹ vào chiều tối, ban ngày thì có nắng. Tại Pleiku, nhiệt độ là từ 19 đến 32 độ. Còn tại Buôn Ma Thuật, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 14 cho đến 25 độ. Khu vực các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ, ban ngày thì trời nắng. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì có nơi nắng nóng diện rộng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể sẽ đạt mức hoặc là trên 36 độ. Do vậy mà du khách cũng nên hạn chế tham gia vào các hoạt động ngoài trời vào khoảng thời gian này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp theo du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo. Thời tiết tốt chỉ có mưa rông cục bộ kết hợp với sóng gió yếu nên là sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo đến với Phú Quốc. Riêng tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm có cả côn đảo, thì các tàu thuyền du lịch và tàu thuyền nhỏ, tàu thô sơ vẫn nên lưu ý với những cơn gió mạnh cấp 5. Nhiệt độ chung cho cả hai khu vực này giao động trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!